kỳ 2-5-9. Đây là sự kiện rất đặc biệt, rất hấp dẫn với sự góp mặt của thi đấu của các vận động viên toàn năm. Sẽ thực hiện 10 vũ điệu cả hai mảng stand up và Latin. Và đây là vũ điệu thứ hai trong mảng. Mình xuống vô đây! Trong mảng stand up, vũ điệu tango. Về chúng ta nghỉ rất ở phần thi đấu của các vận động viên ở sự kiện 2-5-9 chúng ta chứng kiến được sự toàn năng của các vận động viên tham gia ở sự kiện này với 10 vũ điệu. Thực hiện 10 vũ điệu cả hai mảng, 5 điệu stand up và 5 điệu Latin. Các vận động viên của chúng ta sẽ thực hiện 5 vũ điệu stand up trước và sau đó đến sự kiện 2-6-4. Sau sự kiện 2-6-4, các vận động viên sẽ thực hiện 5 vũ điệu Latin. Và đây sẽ là vũ điệu Very Swan. Thực hiện nốt các vũ điệu Latin. Vì thế
cũng mong các vận động viên ở sự kiện 259 và tổ trọng tài điều hành chúng ta lưu ý sau sự kiện 264 các vận động viên của sự kiện 259 sẽ tiến tiếp 5 vũ điệu làm đỉnh. Và dưới đây sẽ là vũ điệu slow foxtrot âm nhạc bắt đầu. Thank you.